ai cũng mang trong mình một khát vọng, một khát khao cháy bỏng. Chúng tôi còn hơn thế nữa, bằng tất cả đam mê, từ trái tim, khối óc, khởi đầu năm 2004, chúng tôi là thế giới xây dựng, sửa nhà Sài Gòn, ngôi nhà vui, kết cấu thép thế giới xây dựng và giờ đây là World Steel. Với sứ mệnh mang đến những giải pháp kiến tạo toàn diện những khu công nghiệp quy mô, những bề thế vững chãi cho các đối tác trong và ngoài nước. Trước làn sóng của nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa mạnh mẽ, World Steel luôn khẳng định mình ngày một phát triển, nâng tầm vị thế để trở thành công ty xây dựng uy tín hàng đầu hiện nay. Một sự kiện điểm nhấn trong suốt quá trình phát triển của công ty năm 2016, bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy sản xuất kết cấu thép tại Long An, khởi đầu cho những sản phẩm kết cấu thép hoàn hảo cho thị trường. Chúng tôi hợp tác với các công ty trong nước và quốc tế để cung cấp giải pháp toàn diện về tư vấn, thiết kế, sản xuất, thi công toàn diện cho ngành xây dựng công nghiệp. Đến với World Steel, quý khách hàng không chỉ nhận được giải pháp cho công trình, sẽ hiểu hơn về thị trường, tìm kiếm một địa điểm để đầu tư cho dự án, và trên hết là luôn bên bạn, một đối tác đồng hành tin cậy xuyên suốt. Tập thể World Steel luôn cam kết với tinh thần và trách nhiệm cao nhất với tất cả những dự án, công trình do chúng tôi xây dựng nên, xây niềm tin vững thành công cho tất cả đối tác và khách hàng. Một dấu ấn quan trọng, năm 2018, World Steel tự hào trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam và châu Á đạt chứng nhận chất lượng IAS AC172, một trong những chứng nhận chất lượng thể hiện năng lực một nhà sản xuất kết cấu thép cho thị trường Mỹ, mà trong lịch sử kết cấu ngành thép Việt Nam chưa có một công ty nào đạt được. Trong suốt chiều dài phát triển của công ty, chúng tôi gói gọn theo triết lý kinh doanh duy nhất: lợi người, mang đến lợi ích tốt nhất cho toàn thể cán bộ nhân viên, lợi cho đối tác nhà cung cấp, lợi cho khách hàng. Lợi mình là mang lại hiệu quả của công ty. Lợi chúng sinh là những đóng góp chung cho lợi ích xã hội, chia sẻ cùng cộng đồng. Thương hiệu World Steel đã gắn liền với nhiều công trình quy mô và bề thế tọa lạc tại các khu vực trọng điểm tại Việt Nam, khắp các khu công nghiệp của các tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi mang đến giá trị kiến tạo cho hàng trăm công trình công nghiệp, mang đến giá trị và hiệu quả cho khách hàng. Không chỉ dừng lại ở đó, giờ đây, sản phẩm kết cấu thép của World Steel Group sản xuất là niềm tự hào của Việt Nam, khi chúng tôi là công ty đầu tiên của Việt Nam được phép xuất khẩu kết cấu thép chính ngạch sang thị trường Mỹ. Không dừng tại đó, sản phẩm của World Steel không ngừng vươn đến nhiều thị trường nước ngoài, được các chủ đầu tư và khách hàng uy tín đánh giá cao tại Úc, Trung Đông, Đông Nam Á, Nhật, Hàn và những quốc gia khác trên thế giới. Để đạt được sự thành công vang dội và phát triển thần tốc trong suốt quá trình lịch sử đã qua, đồng hành luôn bên cạnh cùng chúng tôi là hàng trăm, hàng ngàn những đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, những chủ đầu tư không ngừng tin tưởng trao cơ hội và hỗ trợ, đã giúp cho World Steel thay đổi mạnh mẽ, hoàn thiện, chuyên nghiệp và to lớn hơn từng ngày. Chúc mừng sinh nhật công ty World Steel, chúc công ty vươn lên những tầm cao mới. Chúc mừng sinh nhật công ty, chúc công ty ngày càng phát triển. Happy birthday to World Steel. Hi, happy birthday World Steel. Many more anniversaries, many more success. And as they say, for those who dream big, achieve big, I wish for the continued success of the company. And maybe we have more anniversaries to come. Thank you. Nhân dịp là công ty kính chúc ban lãnh đạo, các công ty cùng cán bộ công nhân viên lời chúc sức khỏe, chúc World Steel Group ngày càng thành công. Nhân dịp sinh nhật công ty, chúc công ty phát triển thịnh vượng. Chúc mừng sinh nhật World Steel.